Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bác, các anh em trên diễn đàn một cái sản phẩm. Cái sản phẩm này thì mình cũng không phải là mình làm ra. Thế thì cái sản phẩm này mình có trong quá trình chơi chim thì mình cũng thấy cái chim mẫu lồng này nó cũng gọi là tương đối là thanh nhã và nó cũng vừa vừa với cái giá thành. Thế cái sản phẩm này có một đơn vị là họ cũng đã đặt vấn đề và giao phân phối cho mình, và mình sẽ cũng sẽ đăng lên để mà tiện những ai mà mua chim thì mình có thể là bán kèm theo. Mình cũng nhập với cái số lượng rất là tương đối. Thế thì ngoài cái lồng đa đa như hai clip trước thì Thao cũng xin giới thiệu với các bác là cái lồng này nó gọi là cái lồng lồng quả đào cửa rơi. Cái tại sao nó gọi là quả đào cắt mặt đây, các bạn nhìn thấy cái dáng của nó là giống một quả đào nhưng mà cái phần cửa này là bị cắt mặt đó, bị cắt mặt. Thì cái lồng này nói sơ bộ là nó gọi là tên của nó là gọi là lồng quả đào cửa rơi, thì đằng trước là có hai biểu tượng con chim bằng gỗ và cái mắt, cái đầu của con rơi. Thì cái lồng này thì mình giới thiệu qua là ở phần cái phần móc trên này thì là nó là hình đầu con cò, hình người một con cò. Thế thì bằng gỗ. Và để tiếp theo là cái phần tay cầm này là bằng 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 một cái đốt tre. Sau đó là cái phần xương của nó và phần mặt mặt trước của nó. Thì cái phần đây là che mưa che nắng và tạo mát cho chim. Thì nó được làm bằng giả mây, nó bằng nhựa giả mây các bạn nhé. Và cái cửa này thì theo cái dáng là cửa rút, là các bạn rút cái nan này lên và cho chim vào, rồi các bạn cho cái nan này xuống, các bạn lại cho cái nan này xuống, thì cái cửa nó là như vậy. Thì cái cửa này thì các bạn nhìn có thể tổng quan là như thế này, đó gọi là hai cái cột cửa này bằng cái gỗ và bằng tiện bằng bằng cái cây trúc, dáng của cây trúc, đốt cây trúc đó, rất là hoa văn. Thế còn cái lồng này thì thực ra cái chất liệu tre thì nó cũng không có gì là quá đặc biệt. Tre thì nó cũng là những tre lan vót, và ưu điểm mình thấy với cá nhân mình thấy thì là cái lan này của nó là được được nhỏ và thanh đẹp, và mỗi một cái mắt mắt giữa cái lan nọ lan kia này là nó có một cái sợi sợi dây dù đây này, cái sợi dây dù được thắt, nghĩa là họ làm rất là công phu và chuyên nghiệp. Thì cái ưu điểm tiếp theo nữa là cái lồng này thì với cái kích thước như này thì thường nó rất ưa với cái con chim cu gáy, đặc biệt là những con chim cu gáy mà khách hoặc là những con chim cu gáy thuần. Thì nó khi mà nó nồng rộng quá mà nó không hình như thế này là con chim nó sẽ sổ, thì cái bả cánh cái vai cánh của nó sẽ đập vào những cái nó sẽ làm chảy máu và con chim nó sẽ không dám gáy, nó sẽ rất là khó gáy. Thế thì cần cái xương này các bạn thấy là nó bằng cật mây, nó bằng cật mây nhé, một cái xương lưng này, còn cái này là xương mặt này, nó bằng cật mây. Đó, bằng cật mây thì cái phần cái lồng này nguyên liệu là cật mây tre và mây giả nhựa giả mây và cái phần gỗ và cái đặc biệt là cái này có kèm theo một cái nó gọi là cái hứng phân. Thì cái hứng phân này nó đang ở đây, mình các bạn xoay ra như thế này, mình vừa giữ vừa quay này. Đấy, các bạn xoay cái móc sắt này ra và các bạn đi cọ đó. Thì cái này là để hứng vào đáy của lồng khi mà phân rơi xuống. Thế là nguyên liệu chủ yếu là bằng tre và bằng gỗ, bằng mộc. Tóm lại là cái chim cu gáy thì nó rất là ưa mộc đó. Thì mình cũng vừa mới cài vào xong, thì với cái tư thế treo của cái lồng này thì nó là như vậy. Mình có thể treo ra đây để các bạn nhìn cái hình dung ra cái lồng này nó như thế nào. Nếu như các bạn nhà các bạn có một cái tán cây mà các bạn treo như thế này thì quả là cũng rất là thơ mộng, rất là đẹp, rất là ý nghĩa đó. Hoặc là các bạn thì phân nó cũng không rơi xuống xuống nền nhà.
phần nó cũng không rơi xuống nền nhà. Đấy, để các bạn có thể treo treo ra đây. Đó. Đó, mình có thể đó, thì các bạn có thể treo cái bằng cái móc móc trên này, hoặc là các bạn có thể treo xoay hướng thì các bạn có thể treo cái móc này. Đó, các bạn treo theo móc dưới và móc móc trên. Đó. Đó, thì các bạn nhìn thấy là những cái lồng này thì nó kích thước vừa phải. Nó kích thước vừa phải. Kích thước vừa phải. Đó. Thì là trở lại tiếp với cái lồng thì ở cái phần ở cái phần chân để mà con chim đậu thì cũng có những cái tiễn để tạo cái ma sát cho con chim. Thế nhưng mà theo mình thì nếu như các bạn thích thì các bạn có thể luồn một cái một tự tay mình làm một cái que bằng gỗ tay nào đấy, tay tre, tay trúc hay là tay gỗ, các bạn đeo 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 nó bằng ngón tay trỏ và sần sùi. Các bạn chế thêm vào để cho con chim nó tạo một cái cành bậu nó hợp lý. Tất nhiên những con chim thuần thì các bạn có thể dùng cái này cũng được, nhưng mà dùng cái này có thể là móng nó lại không không ôm được vòng tròn, cái tư thế bấu của nó không được giống như ngoài thiên nhiên. Thì đấy là cái có thể là với cá nhân mình nghĩ là đây là cái nhược điểm của cái bên nhà người thiết kế và sản xuất. Nhưng mà cũng có thể là các bạn có thể là kiếm thêm một cái que bậu khác để nó cân đối, thì cái này cũng không không vấn đề gì cả. Thế thì với cái đường viền ở dưới này cũng bằng bằng nhựa giả mây, và ở dưới đáy này thì các bạn thấy là cái mẹt cũng rất là xinh nhỏ đó, và cũng được cái lồng này thì các bạn nhớ là không không nên cho dính nước mưa. Dính nước mưa thì nó sẽ có tuổi thọ nó sẽ không cao đó. Đây, các bạn thì về cái mẫu lồng này thì các bạn thường là mình thì mình thích cái màu này, màu ngà ngà này đó, cái màu ngà ngà này đó. Rất là thanh nhã đúng không ạ, rất là mẫu như này. Thì cũng không giấu gì các bạn là cái nhu cầu chơi chim hiện giờ cũng đang rất là rộ, chơi phong lan rất là rộ. Thì riêng bên mình thì cũng cung cấp chim cu non, chim cu khách, chim cu mồi, và đặc biệt là chim cu bố mẹ sinh sản ra thị trường rất là nhiều. Mình có cái thương hiệu là thao chim cu gáy miền Bắc. Cái số điện thoại liên hệ để các bạn đặt chim cũng như mua những cái sản phẩm từ chơi cái phong trào chơi chim này, ví dụ như cái lồng này gọi là lồng quả đào cắt mặt cửa rơi, thì bên mình cũng sẽ bắt tay với một bên sản xuất để mình có điều kiện tiện gửi chim, thì mình sẽ gửi luôn cho các bạn về cái lồng này. Cái lồng này thì thực ra là các bạn là mình cái giá niêm yết của nó là 450.000 nha các bạn nhé. Thì với cái lồng này thì theo mình nghĩ thì cái độ chắc chắn thì nó không thể quá như là cái những cái hàng bằng inox bằng sắt được. Chứ mà nếu mà chơi chim thì các bạn nên nhớ là tất cả bằng mộc thì là nó sẽ hợp lý. Với cái mức giá 450.000 thì mình nghĩ là cũng có thể là các bạn chơi được. Nếu như mà các bạn chơi trong cái khuôn viên mà không xin lỗi các bạn, công lông nó vừa đi qua. Nếu như các bạn chơi với cái lồng này mà không rơi hoặc là không có những cái việc tác động nắng mưa thì mình nghĩ là cũng rất là bền các bạn ạ, cũng được một vài năm chứ không phải không. Tại vì mình thấy là cái lan của nó cũng tuy là nhỏ nhưng mà họ vót rất là thanh bằng cật, và đặc biệt là cái mình rất thích ở cái chỗ là cái họ làm rất là công phu và đều đặn. Như chỗ này họ buộc một cái đốt, họ cách một đốt này, xong rồi họ buộc một đốt ở trên này thì nó lại so le, và các lan thì họ trông rất là cũng là chắc chắn và nhẹ các bạn nhá, nhẹ lắm. Thế thì có thể là dùng cái mẫu này là cái mái của nó màu màu đen pha trắng, hoặc là màu trắng pha vàng, hoặc là màu như này là màu vàng tất, hoặc là như là màu này là màu nó gọi là nâu gọi là trắng, thì nó tùy. Như với mình thì mình thấy là nó cũng như nhau thôi, cũng không có gì cả, phụ thuộc mỗi cái màu sắc của mỗi người.
đó thì bên kia là lồng đa đa ấy. Đó thì anh em cũng biết qua cái kênh này thì các bạn có thể chơi chim. Nếu các bạn có nhu cầu đặt hàng thì các bạn có thể là dùng phương pháp là thẻ điện thoại, hoặc là dùng cái phương pháp gọi là gửi tiền cho lái xe. Mình sẽ giao hàng cho các bạn trên tinh thần là có từ văn phòng ở tại bến Mỹ Đình. Và nếu như các bạn gửi xe ra các bến khác thì mình sẽ cho xe ôm đi từ bến Mỹ Đình sang để gửi cho các bạn gửi chim hoặc là gửi lồng. Thì các bạn có thể là thanh toán bằng chuyển khoản, thanh toán qua thẻ điện thoại. Nếu các bạn thanh toán bằng chuyển khoản thì mình sẽ bớt cho các bạn một chút, mình sẽ không có cái việc quản lý về 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 tiền, cũng phải phụ thuộc nhiều người. Thì mình sẽ hứa sẽ uy tín, sẽ gửi đăng như thế này thì mình sẽ gửi đúng như các bạn, và hy vọng rằng sẽ đón nhận được những cái khách hàng chơi chim văn minh lịch sự, mua hàng qua mạng một cách đúng với ý nghĩa là mua bán lành mạnh, để góp phần làm nên cái phong trào mua bán online lịch sự trên cái diễn đàn chim cu gáy và toàn quốc. Thế thì hy vọng rằng cái clip này sẽ đóng góp thêm một cái mẫu lồng cũng như là một cái mặt hàng của Thao Chim Cu Gáy được chính thức đăng tải từ ngày hôm nay. Và các bạn có nhu cầu đặt hàng thì bên mình sẽ bán với cái giá 450.000 là chưa có vận chuyển. Thì những cái này thì về chất lượng thì nó 100 cái như 100, chứ các bạn bảo là chọn cho cái đẹp thì cũng khó. Đấy, nó cũng người ta là nghệ nhân sản xuất ra theo một cái như hàng nghìn viên gạch rồi, nên là nó cũng chỉ là mang tính chất là đều đặn và tương đối. Thì với cá nhân mình thì cái mẫu lồng này là nó mình cảm thấy cũng khá là thích hợp. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm cái kênh Chim Quê Hay của Thao, và hy vọng rằng các bạn sẽ đặt hàng sớm và cũng sẽ gửi cho các bạn theo đúng đúng tiêu 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 chí mà đã đăng như thế này, chứ không có một cái gì gọi là đăng một cái mẫu và mình lại gửi chất lượng nó khác đi. Thế thì kính mong là các bạn sẽ quan tâm và tin tưởng ở bên Thao. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy đăng ký kênh của mình để được đón nhận những video tiếp theo. Và một cái điều mong muốn là các bạn yên tâm là bên mình lúc nào cũng tạo dựng niềm tin và gây dựng uy tín từng ngày từng giờ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.